ra. Có gối co tay xiết bụng thở ra. Giữ 5, 4, 3, 2, 1. Hít sâu vào duỗi căng tay chân. Gấp cẳng chân phải lại rồi tay phải nắm cổ chân. Kéo căng, ưỡn căng lồng ngực cây cung nằm nghiêng. Cây cung nằm nghiêng, thở ra 5, 4, 3, 2, 1. Hít sâu vào duỗi thẳng tay chân. Chống tay phải, chống tay trái, nâng người lên. Co gối bước chân phải lên giữa hai tay, bước dài lên. Duỗi mũi chân trái hạ hông trái xuống. Lần bàn chân phải sao cho đầu gối phải gót vuông, nhấn hông xuống xích cơ bụng thở ra. Nhấn hông xuống. Hãy và nâng người lên, đặt tay lên gối. Nhấn hông xuống, hạ đùi trái xuống. Ngã ra sau thở ra. Nâng lên hít sâu vào. Chống tay thẳng gối đẩy hông ra sau. Thẳng gối trương người tới gập lên chân phải thở ra. Xích cơ bụng gập thở ra. Hít sâu vào tấm gối xuống ép hông tay đặt lên gối. Ngã ra sau hạ đùi trái thấp xuống như nào. Hạ đùi chống đẩy thẳng tay ưỡn ngực ngã thở ra. Nâng lên hít sâu vào thẳng gối gập lên thở ra. Trường lưng gập sau hốp bụng thở ra. Lần nữa hít sâu vào tấn gối ức đùi xuống chống tay